cứ hẹn chúng nó đua ở chỗ cũ nhá, 8 giờ tối nay. Này, xe của tao mới lấy về là phiên bản giới hạn đấy, chúng nó không có cửa với tao đâu. Ok, đấy. Thế đó. Ôi. Trời ơi. Thoại của tôi. Xin lỗi bà chị nhá, mải nghe điện thoại quá không để ý. Xin lỗi mà sao mà? Sao đi đứng kiểu gì mà cứ mải nghe điện thoại không chịu để ý gì thế? Này. Bà chị vừa vừa thôi. Đương Hải thiếu gia này xin lỗi là ok lắm rồi đấy. Còn đòi hỏi cái gì nữa? Hả? À? Mà đây là quán cà phê. Ai là bà chị bán hoa ở đây? Quán này ta cho tôi bán đấy. Cậu có quyền gì mà nói? Cậu làm cái gì đấy? Hoa của tôi mà. Cậu phải làm như thế thì cậu mới vừa lòng à? Cậu biết là cái số hoa này đáng giá với tôi như nào không? Đáng giá lắm à? Đây. Đủ chưa? Có mỗi tí hoa đâu mà ho hết sùm hết cả lên. Điếc tai quá đấy. Này. Cậu tưởng là cái số tiền này của cậu lớn lắm à? Hả? Tôi ghét nhất là những cái kẻ giàu có biết cậu. Suốt ngày tỏ ra hống hách, không coi người khác ra gì cả. Nhất là những cái tên nít xanh như cậu đấy. Tôi nói cho cậu biết nhá. Với những con người không biết thương hoa tiếc ngọc như cậu ấy, chỉ vì có tiền mà suốt ngày tỏ ra ngang tàn với người khác, chắc chắn là sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cũng là bà cô già khó tính. Nhưng mà kể cũng thú vị phết nhờ. Lần đầu tiên có người dám chê tiền của Hải này. Này, đùa đấy à? Em bị hóng gió à? Hóng gió của em ấy là bị cảnh sát gửi giấy phạt về nhà à? Chị còn phải giải quyết những cái chuyện như thế bao nhiêu lần nữa hả? Em đi đùa đấy. Mà mấy anh em cảnh sát quen hết mặt nhau rồi vẫn phạt à? Hả? Em cho lại mình đi. Em cứ như thế chị đau đầu lắm. Em bớt ăn chơi lại đi. Giúp chị lo việc gia đình đi. Chị biết là tôi không hợp mấy cái chuyện kinh doanh mà. Để tôi nhúng tay vào chỉ có phá sản. Em... Đây. Đừng có ép tôi quá. Nếu không tôi không về nhà nữa đâu. Chị biết rõ là tôi ghét cái nơi này mà. Đừng có để tôi xem nó là cái địa ngục. Hôm nào phải rủ mấy anh cảnh sát đi uống rượu nhỉ? Anh em thân thân một tí. Này cô em, có bán thân không? Tôi bán hoa đàng hoàng. Anh mua thì mua, không mua thì đừng phá. Hoa ấy, thì anh muốn mua đấy. Nhưng mà anh còn muốn mua thân anh nữa cơ. Sao? Bán hoa để che mắt thiên hạ đúng không? Thôi, nói giá đi. Anh chịu đó. Chờ trễ, vô liêm sỉ. Này, cái con này, mày nói ai chưa chén cơ? Hả? Anh làm cái gì đấy, hoa của tôi mà? Chó này. Mày. Mày thằng chó nào? Hả? Tao là bố mày đấy. Có thấy đàn bà con gái chân nhiều tay mềm không? Không thể xấu hổ à? Hả? Chúng mày nhớ đấy, chị bà ai đấy? Bà trưởng tao. Chị bà ai đấy, tao tát nó bát rồi. Đánh bọt. Cha hay cảm ơn cổng lốc cho bà chị à. Nhưng mà thôi, dù sao thì tôi là một người cực kỳ trượng nghĩa, cho nên là tôi mới ra tay cứu các chị thôi. Thấy chưa? Chứ tầm như bà chị làm sao mà lọt mắt xanh của tôi. Đừng có nhân cơ hội này mà gần gũi với tôi nhá. Bỏ cái suy nghĩ mớ vẩn đấy đi. Thấy chưa? Bởi biết sao không? Xung quanh tôi lại toàn các em gái đẹp, trẻ, rau sạch. Được chưa? Thôi bà làng đi nha. Nhớ đấy. Hóa ra cũng là cái loại chẳng ra gì. Bầu trời hôm nay buôn bán được suôn sẻ.
Anh ơi. Đây là ở đâu ơi? Nhà tôi chứ ở đâu. Tưởng anh thế nào? Hóa ra là cũng có ngày bị mấy cái tên côn đồ ấy nó đánh cho à? May mà anh còn nhanh chân chạy vào nhà tôi nhá, chứ không bị chúng đánh nó như tùng rồi. Tất cả là tại cô ấy. Hôm đấy tôi vì giúp cô cho nên đánh nhau với mấy cái thằng kia, cho nên bây giờ chúng nó kéo cả đàn cả đống đến để đuổi tôi. May là tôi chạy kịp, chứ không giờ này cũng lít. Ai bảo anh lo chuyện bao đồng? Này, ăn cháo đi. Lần này tôi giúp anh ấy chủ yếu là bởi vì lần trước anh đã giúp tôi nên là tôi mới giúp đấy, chứ còn không mấy cái người như anh tôi nhìn lại thấy không thích rồi. Há mồm ra, người như anh vừa nhìn là đã thấy chẳng có tương lai rồi. Hóa ra bỏ à? Chị có quyền gì mà phán xét tôi? Hôm qua mình về đây kiểu gì nhỉ? Lúc ấy cứ cắm đầu cắm cổ chạy cũng chả biết cái gì cả. Tính ra thì mình cũng có phần quá đáng. Dù gì thì cô ấy cũng chăm sóc mình cả đêm rồi. Nếu như mà chị không chê thì cho phép tôi ở lại bán hoa cùng với chị, coi như là cảm ơn. Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu chứ? Chẳng phải là cậu đã bỏ đi rồi hay sao? Thật ra thì tôi cũng vừa bỏ nhà đi. Nếu mà bây giờ chị không cho tôi ở nhờ thì tôi cũng chả biết ở đâu cả. Có khi bây giờ đi ra ngoài bọn nó lại chém chết tôi. Cậu ấy vì cứu em khỏi tên sàm sỡ nên là bị chúng trả thù. Tính ra thì em cũng có một phần trách nhiệm anh ạ. Cậu ở đây thì sống cho tử tế. Nhà tôi không chứa những kẻ không ra gì đâu. Tuân lệnh chị. Cậu đi ra ngoài kia trước đi, chuẩn bị đồ đi bán hoa với tôi. Ok. Linh này, tại sao em lại đồng ý cho cậu ta ở lại? Em đã hiểu gì về cậu ta chưa? Em cũng không rõ anh ạ. Nhưng mà em đoán là cậu ấy là công tử nhà giàu, ham chơi. Em thật là, vẫn là cái tính thương người đấy.
hôm qua lại còn dám cho cậu ta ở lại nữa. Không phải tự dưng cậu ta lại xin ở nhờ nhà mình đâu. Em cũng không hiểu sao em lại vẫn cứ có lòng tin với cậu ấy. Tuy là tính cậu ấy bốc đồng, nhưng mà lương thiện anh ạ. Thực ra ấy, nếu như cậu ấy không phải là người lương thiện thì cậu ấy đã không giúp em thoát khỏi những cái tên sàm sỡ đấy rồi. Em làm như vậy cũng chỉ là vì muốn trả ơn thôi. Thực ra anh cũng chỉ là lo cho em thôi. Thật ra thì không cho cậu ấy ở lại cũng không hay lắm, mà để cậu ấy lang thang ngoài đường thì lại khó quay đầu. Anh yên tâm đi, em tự biết giữ khoảng cách mà. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Good morning. Dạo gần đây có cậu đi bán hoa cùng tôi cho nên là thu nhập cũng tăng. Tôi đã cố tình đãi cậu một bữa ngon đấy. Sao đây, cậu không thích à? À không, thật ra là đây là với tôi thôi nhá. Thì những cái món này nó cực kỳ đạm bạc luôn ấy. Từ trước đến nay chắc là tôi rất là ít thử qua những cái món kiểu như này. Kể cũng phải nhỉ, cậu là dân giàu có mà, làm sao mà biết được đến những cái món đạm bạc như thế này. Nhưng mà đối với những người nghèo khó như tôi ấy, những cái món này là quý lắm đấy. Nhưng mà đấy là trước đây thôi, còn bây giờ thì những cái món này là quý với tôi lắm rồi. Ăn đi. Cho đỡ thèm. Tôi lại phiền đến chị. Tôi biết là cậu rất thèm thuốc, nhưng mà vì ở nhà có anh Dương bị phổi nên là cậu đã cai rồi đúng không? Xem ra là cậu cũng biết suy nghĩ đấy nhỉ. Cậu có biết anh Dương quan trọng đối với tôi như nào không? Trước đây gia đình tôi có buôn hoa, tuy là cũng không giàu có lắm đâu, nhưng mà cũng có của ăn của mặc. Bố mẹ tôi vì một lần đi lấy hoa nên đã bị tai nạn giao thông. Anh Dương từ đó cũng phải bỏ học để bươn trải nuôi tôi. Anh ấy làm việc nhiều quá đến lao lực rồi bị viêm phổi đấy. Thế nên là tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với anh ấy. Tuy là cuộc sống có hơi khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần có anh hai thôi là tôi đã có đủ động lực để sống hàng ngày rồi. Thôi, yên tâm đi. Bây giờ có tôi ở đây với chị rồi. Tôi sẽ cùng với chị bán hoa nhiều hơn nữa để mà kiếm thêm thu nhập. Không phải lo đâu. Thôi được rồi, ăn đi. Rồi còn phụ tôi đưa anh Dương đi khám nữa. Anh đang chờ trong phòng đấy. Cái hôm trước tôi bảo là chị muối đấy đúng không? Đúng không? Ăn thử đi. Thử đã. Ủa thì trước ít ăn này cũng. Chị Linh ơi. Anh Dương ơi. Ơ, đi đâu rồi nhỉ? Quên hai người đấy đi. Chị đã làm gì chị Linh với anh Dương? Khánh Linh không xứng với em đâu. Cô ta vừa nghèo, lại là phụ nữ có tuổi. Hai người không đến được với nhau đâu. Chị biết cái đách gì về chuyện của tôi mà nói. Chuyện gì với em mà chị chả biết? Chị còn biết là em yêu thầm cô ta không? Chị đã cho cô ta một số tiền đủ để cô ta rời bỏ em. Đừng tìm nữa, vội. Mau về nhà đi. Chị chả có quyền đách gì mà xem về chuyện của tôi. Đừng mong tôi về nhà. Em trước giờ là một người không có nghề ngỗng gì. Em nghĩ nếu em tìm Khánh Linh thì em sẽ lo cho cô ấy à? Em chỉ làm khổ cô ấy thôi.
khuyên em nên tạo dựng chỗ đứng trong xã hội, hãy về để tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, rồi đến lúc đấy chị sẽ giúp em tìm hướng đi. Chị cứ giữ được lời của mình. Sao? Em vẫn chưa quên được cô gái bán hoa đấy à? Khánh Linh thật sự là một người tốt chị ạ. Ở bên cạnh cô ấy, em học được nhiều thứ lắm. Điều này chị không phủ nhận. Từ khi ở bên Linh, em thay đổi rất nhiều. Nhìn em bây giờ, chững chạc hơn nhiều lắm. Em còn giúp chị tiếp quản xưởng cũ của công ty nữa. Thế em đã được gặp Linh chưa hả chị? Em nhớ cô ấy lắm. Em cứ yên tâm, đủ duyên đủ số, ắt sẽ gặp lại. Thời gian qua chị đã bỏ tôi đi đâu thế hả? Có điều gì chị cứ nói đi. Cô hãy cầm lấy số tiền này mà chữa bệnh cho anh trai của mình. Sao tự dưng chị lại cho tôi số tiền này vậy? Vô công bất thọ lộc, tôi không thể nhận đâu. Tôi là dân kinh doanh nên tôi không cho không ai bất cứ cái gì bao giờ. Ý chị là sao? Tôi không hiểu. Thật ra tôi là chị của Hải. Gia đình tôi không thiếu thốn về tiền bạc nhưng lại rất thiếu tình cảm. Không giấu gì cô, bố mẹ tôi sống trong cảnh ông ăn trả, bà ăn neo. Họ chỉ chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà không quan tâm gì đến tôi và Hải cả. Cả chuyện kinh doanh họ cũng không màng. Vì vậy Hải sống rất bốc đồng. Nhưng mà bản chất của nó không phải người xấu. Tầm một năm trở lại đây, tình cảm gia đình tôi rất không tốt. Tôi và Hải gần như mất hẳn bố mẹ. Dạo gần đây tôi thấy nó có thay đổi. Nó đang trở nên tốt hơn. Hải như đang được cảm hóa. Vì vậy số tiền này coi như là tôi cảm ơn cô đã giúp tôi thay đổi Hải. Tôi không thể nhận số tiền này được đâu. Vốn dĩ Hải có bản chất lương thiện, chứ không phải là do tôi cảm hóa. Chị đừng đề cao tôi quá. Tôi biết cô là người có lòng tự trọng, nhưng mà cô hãy nghĩ đến anh trai của mình. Bệnh phổi của anh Dương nếu như không chữa trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không thì xem như tôi cho cô mượn. Nếu cô không chê, cô có thể dọn đến xưởng gỗ của chúng tôi để ở. Chị tốt như thế, tôi thấy ái ngại lắm. Tôi đã nói rồi, tôi không giúp không ai cái gì bao giờ. Xưởng gỗ của chúng tôi gần bệnh viện. Cô có thể vừa làm việc, vừa chữa trị bệnh cho anh Dương. Tôi sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho hai người. Xem như cô làm việc trừ nợ. Nhưng có phải ý của chị là muốn tôi phải rời xa Hải không? Đúng, cô phải rời xa Hải, nhưng chỉ trong một thời gian thôi. Tôi muốn nó phải thực sự thay đổi để trở thành người tốt hơn. Và để được như thế, chỉ cô mới có thể làm động lực cho nó thôi. Hóa ra mọi chuyện là như thế. Tôi cứ tưởng là chị bỏ tôi đi đâu cơ. Chị có biết là tôi khổ sở như nào không? Tôi xin lỗi. Không được gì phải xin lỗi cả.
mọi chuyện được sáng tỏ. Tôi sẽ không để chị rời xa tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhất định là tôi sẽ giữ chặt chị cả cái đời này.